Sau đây Thao Chim Cu Gáy ở ngoài miền Bắc sẽ chia sẻ cái đoạn clip các bạn đang xem trên hình ảnh đấy, là con chim mẹ đang bón cho con chim non lúc. Thì mục đích video này là để cho anh em biết được cách mà con chim mẹ nó mớm mồi cho con chim non như nào. Và khi các bạn chúng ta nuôi con chim non thì chúng ta sẽ phân tích và căn cứ vào cái nguyên lý như vậy. Đó, các bạn nhìn thấy là con chim mẹ nó ợ ra và con chim non nó rúc cái miệng vào trong cái mồm của con chim mẹ. Như vậy là nguyên lý của nó không như những loài chim khác là há mồm. Mà đây là chim mẹ há mồm, chim con sẽ rúc rỉa. Đó, và chúng ợ ra rất là khéo. Đó, đó. Con chim mẹ tình thương của nó có như kiểu là mình lôn ra gồng người lên ợ ra. Chính vì vậy là các bạn bón cho chim non cũng vậy. Thì có hai cái công nghệ, các bạn có thể là bón theo kiểu dùng xi lanh nhưng mà cũng phải ợ từ từ và dùng hai ngón tay theo cách của mình để tạo thành cái hang. Nếu con chim non nó sẽ rúc vào, hai cái kẽ tay của mình sẽ là tạo cái hang, còn chim xi lanh nó sẽ ợ từng nhịp một như vậy. Có một cách nữa là các bạn dùng cái lúm vải, các bạn khoét cái lỗ và đưa cái con chim mỏ của con chim non vào và nó cứ ngáp ngáp rúc rúc như vậy thì mình sẽ gạt cám vào miệng của nó. Thì cái cách này thì nghe có vẻ là nó không được gọn gàng lắm. Với cái kênh Chim Cu Gáy hay của mình thì mình chia sẻ hết chân thành cái cách bón chim non. Các bạn có thể vào cái kênh Chim Cu Gáy Hay trên YouTube hoặc là trên Facebook Chim Cu Gáy Hay và search tìm kiếm là cách nuôi chim non và một số những cái lưu ý. Thì trên hình ảnh đây là con chim mái, nó là con chim giọng thổ. Đó, con chim này người rất là chắc chắn, người rất là chắc chắn, rất là đẹp. Thì con chim này nó là những cái mẫu chim điển hình của Thao Cu Gáy. Thì các bạn mua chim giống của bên mình cũng sẽ có được những cái con chim theo cái điển hình như vậy. Thì hy vọng rằng là các bạn có thể là tự bón cho mình một cái con chim non và tạo thành một con chim của riêng mình. Nếu như các bạn chưa có được đơn vị nào cung ứng về con giống hay là chim bố mẹ thì có thể là liên hệ cho mình theo cái số điện thoại là 0163 5305982. Có một cái điều là bên mình rất là thế mạnh về cái con chim giống này. Gần như trong nhà lúc nào cũng có chim non và chim non của mình rất là đảm bảo. Các bạn có thể mua chim non để bón. Đó, mình dí sát lên trên này để cho các bạn nhìn nhiều góc độ. Thì con chim mẹ này nó cũng đang có cái động thái là bảo vệ con. Cái ổ đẻ thì các bạn có thể là làm một cái rổ như thế này. Đấy. Và các bạn quan sát là cái ổ đẻ của nó cũng rất là gì đơn giản thôi. Nó làm cái cửa sổ đấy để cho nó kín đáo. Đó. Và cái chuồng này thì các bạn đấy là cũng gì làm cũng khá là cầu kỳ. Đó. Bên trong là một dưới là một cái ngọn cây quất. Bên trong nữa là một cái cây đào. Thì cũng giới thiệu với anh em là mình tên là Thao. Có biệt danh là Thao Chim Cu Gáy ngoài Bắc. Thì cái lượng chim của mình cung cấp cho thị trường cũng tương đối là nhiều. Và uy tín hay không thì cũng có thể là một vài người đã biết đến và một vài người cũng đã có những cái ý kiến nhất định. Thì hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ có đủ cái niềm tin, tự tin để giao lưu và giao dịch và đặt những con chim giống của bên mình. Mà có những con chim khách hay con chim mồi cũng vậy thôi. Khi mình đã đi sâu vào một thứ thì mình phải đi vào chỉ duy nhất một thứ và thật sâu. Đó. Các bạn có thể là
thuần hóa được những đôi chim như này. Mặc dù là để nó chơi vơ như vậy nhưng mà nó vẫn thuần, nó vẫn đẻ và nuôi con rất là tốt. Đó, các bạn nhìn thấy cái phân của nó gấp sang bên cạnh kia. Và những cái ổ này các bạn thấy mình dùng những cái lá thông để mình lót cho nó, để cho nó giống với ngoài tự nhiên, là những cái cọng dễ che. Đó thì các bạn nếu ai đó mà gần trong cái địa phận địa chỉ của mình, giới thiệu với anh em là địa chỉ của mình thuộc gần cổng trại Đa Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Mình xin nhắc lại là gần cổng trại Đa Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Ok. Trên đây là những cái hình ảnh khoảnh khắc về những cặp bố mẹ chim sinh sản của cái vườn chim của mình. Mình tự giới thiệu, mình tên là Thao, tên đầy đủ là Vũ Văn Thao, với cái số điện thoại là 01635305982, hoặc là số thứ hai là 0979. Xin lỗi các bạn, số thứ hai là 0989177982. Mình xin nhắc lại 0989177982. Cái Zalo của mình là đăng ký bằng số 01635305982. Và các bạn có thể tham gia kênh Facebook là Chim Cú Gáy Hay của mình, cũng như kênh YouTube là Chim Cú Gáy Hay. Mình là đại diện cho anh em ở ngoài miền Bắc là phát triển gây giống trang trại vườn chim sinh sản. Quý vị và các bạn có thể thấy là đây là những hình ảnh về những con chim mẹ cũng như những chú chim non của mình. Và đến cái tầm này là khoảng tầm 5 ngày nữa mình sẽ mang ra mình bón bộ và sẽ phân phối cung cấp giống cho tất cả các anh em. Một lần nữa, các bạn có điều kiện qua thăm cái vườn chim của mình, là địa chỉ là cổng trại Đa Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Trân trọng kính mời các bạn tham dự cái diễn đàn Chim Cú Gáy cũng như cái kênh Chim Cú Gáy Hay. Các bạn có nhu cầu cũng như mua chim non, chim bố mẹ, chim khách, chim mồi, chim đột biến gen, là chim âm giọng rất là phong phú, thì các bạn có thể giao lưu với mình. Và đặc biệt là các bạn có thể là đến tận nơi. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn có thể đăng ký kênh của mình để tiếp tục đón nhận những khoảnh khắc, những video mới đi vào tự nhiên, hồn nhiên nhất của loài chim cú gáy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cùng với Thao trong suốt thời gian vừa qua.